ngày đêm dần tàn, tôi đến sân ga đưa tin người cha linh về nhà, cầm chắc đôi tay ghi vào đời tâm tư ngày nay. Gió khuya ôi lạnh sao ướt nhẹ đôi tà áo. Tàu xa dần rồi thôi tiếng thương chi khi biết người ra đi vì đời. Chờ gót băng phong tôi hỏi lòng đêm nay buồn không, chuyến xe đêm lạnh không để người yêu vừa lòng. Mình đang nghe một bài hát Tàu đêm năm cũ của ca sĩ Hồng Trúc. Em xin giới thiệu đây là cặp loa Sai Trung, model là Kenwood 531. Cặp loa Sai Trung này với thiết kế rất là gấu hầm hố, mà bass thì bao khỏe bao chắc cho mấy anh luôn, bass phủ phê luôn. Cặp loa này là nghe nhạc vàng à, mà canh thấy là điển hình mình vừa test nhà Hồng Trúc thì nó bả tay đúng không. Cặp loa rất xứng đáng để mình mua mà giá thành thì hợp túi tiền. Chiều cao của loa là 32 cm, chiều ngang của cả cặp loa là 44 cm. Lưới loa không tháo được, nếu mình tháo thì mình nại mạnh ra mình tháo được nha. Thông thường những cặp loa Sai Trung thì bass nó tầm 16 cm nha. Sorry hồi nãy em nói nhầm model á. Đúng chính xác của nó là Kenwood 351. Hồi nãy em nói là 351. Ở 531 là sai nha, chính xác là Kenwood N351. Công suất của loa là 80W trên cặp loa, tức là 40W một thùng. Trợ kháng của loa là 6 ohm. Mặt sau góc cạnh rất là đẹp đúng không. Bên em ship hàng toàn quốc qua bưu điện, các anh nhận hàng tại nhà. Các nào mua cặp loa này thì vui lòng cọc giúp em 500.000, số tiền còn lại bưu điện sẽ thu hộ, và khi các anh nhận hàng thì vui lòng thanh toán phí ship cho bưu điện. Bên em bán hàng là không bao ship, giá bán là giá của cặp loa thôi nha, không bao gồm phí ship vào đây. Bên em ship hàng toàn quốc, chỉ cần cọc sau đó em sẽ ship cho em địa chỉ, em ship tặng nhà cho mình. Thì khi mà ship hàng tặng nơi thì mình thanh toán số tiền còn lại sau khi trừ tiền cọc. Số điện thoại bên cửa hàng em là 0931 008 099. Các anh gọi đến số này để em tư vấn, hoặc nhắn tin Zalo cho em cũng số này luôn, để em gửi hình ảnh chi tiết mặt trước mặt sau của cặp loa này qua Zalo cho các anh tham khảo trước khi mình quyết định mua hàng. Bây giờ mình cùng nghe thêm một đoạn nhạc test đó, em xin kết thúc clip này. Các anh nào mua hàng thì liên hệ số điện thoại trên bài đăng giúp em nha. Em sẽ thử một đoạn nhạc không lời để nghe cái bass nó có hay hơn nữa không nha. Dù xa vời vợi, tôi vẫn tin anh qua bước đường tha hương còn dài. Nở nước đôi vai khi người cặp loa Kenwood thì liên hệ số điện thoại 0931 008 099.